thông báo ông Lê Trọng Châu, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại số K164-21, đường Hoàng Diệu, tổ dân phố số 25, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Có đến Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu 2 báo mất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thửa đất số 79, từ bản đồ số 12, địa chỉ số K164-21, đường Hoàng Diệu, tổ dân phố 25, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tài sản báo mất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ số 9823 thuộc thửa đất số 79, từ bản đồ số 12 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp ngày 7 tháng 7 năm 2000, đứng tên bà Nguyễn Thị Lệ Thu, để thừa kế toàn bộ nhà đất cho ông Lê Trọng Châu và bà Lê Thị Lệ Thanh, mất năng lực hành vi dân sự, do ông Lê Hồng Khanh làm người giám hộ, theo văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế số 4461 lập ngày 2 tháng 11 năm 2012 tại văn phòng công chứng Bảo Nguyệt, thành phố Đà Nẵng. Vậy, Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu 2 thông báo cho các tổ chức cá nhân nếu gia đình ông Lê Trọng Châu có cầm cố thế chấp hoặc dưới các hình thức khác đối với tài sản trên, thì liên hệ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Hải Châu số 270 đường Trần Phú hoặc Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu 2 số 38 đường Triệu Nữ Vương để được giải quyết. Sau thời gian 30 ngày thông báo niêm yết, mọi khiếu nại của các tổ chức cá nhân có phát sinh, Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu 2 không chịu trách nhiệm. Có một cái tôi mỏng manh trong những người đàn ông trưởng thành, khát khao cần được khỏa lấp. Năm, họ cứ chờ nữa, chờ mãi. Chờ tới thời khắc đắm chìm trong đại tiệc bóng đá sôi động nhất hè này và tận hưởng giá sốc từ các cộng chỉ 395.000 đồng chọn bộ HD và tặng ngay 1 tháng thuê bao miễn phí. Đừng bỏ lỡ các cộng ngợp bóng đá. Chân thành, stress, rượu bia thức khuya nhiều làm tăng tích axit gây loét dạ dày, tá tràng. Nhưng đã có Yumagel thành phần Amagat 1g giúp trung hòa axit bao phủ niêm mạc dạ dày. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày. Không dùng Yumagel cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Biên kịch Thăng Kỳ Sầm, đạo diễn Mao Cung Vũ.